cho anh biết tôi sẽ không nhường nhịn anh nữa đâu. Nhầm nhầm chết luôn. An Chi. Dạ. Bật projector lên. An Chi. Cô từ hành tinh nào xuống vậy? Cô mới trúng số hả? Hay là câu được đại gia 76 tuổi? Dạo này chị cứ lạ lạ nhá. Ừ, anh ngủ đi. Ghét quá à. Ừ, đúng rồi, hết tiền. Tiền bỏ trái hết trơn. Đồ ngốc. Lập tức gửi cho tôi một bản báo cáo đúng nghĩa thay vì một đống giấy lộn xộn vô giá trị. Ra ngoài.